quẩy cá bông mú đây, để cho cả một xô cá lên. Bây giờ chúng tôi sẽ đánh vảy cá của cá bông mú. Đây là trung tâm của cá. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.